Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình Trung thu cho em. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng dự có một số lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh. Các đại biểu và các em học sinh nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2024 và thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Hiện trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu đang dạy chương trình phổ thông và dạy nghề cho gần 240 trẻ em có trí tuệ chậm phát triển. Con thấy xúc động vì các cô lãnh đạo vào để thăm các bạn khuyết tật. Con hứa là con học tốt để ra trường con làm và đây con giúp đỡ các bạn. Con cảm thấy rất là vui, các cô chú lãnh đạo về thăm và tặng quà. Con cảm thấy xúc động và trong trường con được học nghề may, con hứa sẽ cố gắng học tập cho tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao quà của tỉnh và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tặng trẻ em khuyết tật đang học tại đây. Đồng chí ân cần hỏi han các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu sẽ đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình và cộng đồng, vượt khó vươn lên. Đồng thời đề nghị huyện Khoái Châu sớm có kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà trường. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục có những cơ chế giúp đỡ các em học sinh tại đây. Đặc biệt chương trình học tập phải theo đúng khả năng của các em sau khi được học nghề xong, giúp các em có việc làm ổn định.